đà đã đến nước giới Kalida. Tình yêu tuổi trẻ đậm đà thiết tha, con nương lại thật dịu dàng trang nhà, còn gì hơn một cuộc sống gấm. Về đây cái ngộ nan đã thấy cuộc đời là mộng nguyên, kiếp con người là một kiếp phù du dáng vật là vô ngã vô thường. Nan đà đang đứng trước nhà ba đường, tình yêu với công nương chỉ trong kiếp đời ngắn ngủi, tình yêu với muôn loài mới vĩnh viễn truyền miên. Muốn mắt công nương khỏi tràn ngấn lệ thì phải nhắm đời mãi chốn trầm luân. Muốn đời đời cứu khổ chúng sanh thì tay ông bình bác làm người khất sĩ. Trong tâm đã tan hẳn mây
trả lại cho con hương một món quà phải thật là vô cùng cao quý. Đó là một đời tu tập để tình yêu lớn đến ôm được cả chúng sanh. Một cây đuốc toại đưa đường về an lạc, soi sáng u minh với tất cả nhiệm màu. Muốn cho công hương khéo lòng người giác ngộ, đó là lòng cao cả từ bi. Thì qua vạn kiếp luân hồi cũng không là chuyện không hề đổi thay. Vững mạnh đời sáng tươi.